Ngày 14 tháng 7 năm 1789, hàng vạn người dân khốn khó đã phẫn nộ tập trung lại. Ở góc đông nam Paris, sừng sững một pháo đài khổng lồ. Đó là ngục Bastille. Nó là biểu tượng cho nền thống trị chuyên chế phong kiến của vua Louis XVI. Trên pháo đài có 8 tháp cao, với hàng chục lỗ châu mai như những con mắt dữ tợn, long lên sòng sọc, nhìn xuống nhân dân cách mạng Paris. Chiếm lấy ngục Bastille, chiếm lấy nó. Trong thế hoảng loạn, chúa ngục Bastille, hầu tước Bernard Delaunay hạ lệnh xả súng vào đám đông khởi nghĩa. Máu chảy càng tăng thêm lòng phẫn nộ của quần chúng. Một cuộc tấn công ác liệt và đẫm máu kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ. Tự do muôn năm, tự do muôn năm. Mặt đất Paris rung chuyển trước sức dân như nước vỡ bờ. Nước Pháp đã bước sang một trang mới. Đánh chiếm ngục Bastille là thắng lợi to lớn và quan trọng của nhân dân Pháp chống lại chế độ chuyên chế phong kiến. Nó khởi đầu cho cuộc cách mạng tư sản Pháp. Để kỷ niệm ngày vĩ đại này, nước Pháp đã lấy ngày 14 tháng 7 là ngày Bastille. Và năm 1880, ngày này trở thành quốc khánh Pháp.